Và buổi chiều ngày hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại với khu nhà lầu đồng bộ 100 căn tại trục đường chính Phan Huy Hích thuộc phường 12 quận Gò Vấp, sát bên với phường 15 Tân Bình nha quý vị. Với con đường trước nhà rộng 8m có vỉa hè. Khu nhà đồng bộ cực kỳ đẹp, cực kỳ đẳng cấp, một bên hướng bắc và một bên hướng nam. Hai bên nhà nha quý vị. Đấy, khu nhà cực kỳ xịn sò luôn. Rất là đẹp luôn, toàn bộ nhà phố hiện đại xây mới hoàn toàn. Bán về ở được tầm 70% rồi. Và chúng ta sẽ đến với bộ đôi nhà đẹp này nha. Bộ đôi nhà phố với diện tích ngang 4m2, sâu vòng 19m, thiết kế trệt lửng 3 lầu có thang máy nha quý anh chị. Hướng chính nam phù với những quý vị nào theo phong thủy là Đông Tứ Trạch. Căn này thì đang giao bán bây giờ chỉ có 12 tỷ tròn thôi, vẫn còn thương lượng. Đấy, thương lượng mạnh nha quý anh chị. Bộ đồ nhà thiết kế rất đẹp, rất đẳng cấp, xịn sò. Đường trước nhà rộng 8m, có vỉa hè, cây xanh, đèn đường. Đấy, khu nhà đồng bộ cực kỳ đẹp luôn. Về ở gần hết rồi, khu nhà lên tới cả 100 căn. Đây, chúng ta cùng em tiến vào khu vực phía trong nha. Mặt tiền làm theo phong cách nhà phố hiện đại. Chúng ta sẽ được ốp nhựa phía dưới đáy ban công. Và bên dưới thì sẽ được ốp gạch hết luôn. Xây mới hoàn toàn năm 2024 nha quý vị. Chúng ta sẽ có một lớp cổng sắt 4 cánh phía bên ngoài, cực kỳ dày và nặng. Bên trong thì có cửa cuốn. Và trong tiếp phía trong thì sẽ có một bộ cửa nhôm sifa. Căn nhà có tới 3 lớp cửa luôn. Khoảng sân xe máy 2m, đậu thoải mái tầm 4-5 cái xe máy. Và sử dụng toàn bộ gỗ An Cường loại mới nha. Nhà xây dựng rất đẳng cấp, rất xịn sò luôn. Ở đây thì có rèm cửa. Trong đây sẽ là khu vực gara đậu ô tô. Ngang 4m2, sâu vào 19m nha quý vị. Sẽ được ốp sàn gạch Ấn Độ gạch 80. Và hai bên tường thì sẽ được làm pháo chí nhựa Hàn Quốc và trang trí ốp nhựa gỗ An Cường. Trên có đèn chùm, đèn led thạch cao. Thiết kế theo phong cách châu Âu, cực kỳ đẳng cấp, cực kỳ là sang luôn. Đấy, màu trắng hết nha quý vị. Sử dụng nội thất đi theo phong trắng hết luôn. 12 tỷ vẫn còn thương lượng mạnh nha. Quý vị nào quan tâm đến bộ đồ nhà đẹp này, chúng ta chưa alo trực tiếp về tới nhà đất Bá Hưng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Đối diện đây chúng ta có tủ rượu này. Và giật cấp lên hai bậc, ốp đá hoa cư sa mạc. Có thang máy kính 450 kg. Trong đây thì sẽ được tặng lại bộ bàn ăn 6 ghế và tủ bếp của An Cường. Trên có đèn chùm tích hợp với quạt trần, tủ lạnh 2 cánh và bếp điện tử máy hút mùi. Bên trong thì có máy rửa chén nha chị. Phải nói là đây là một trong những căn nhà đẹp xuất sắc, xuất sắc nhất vào những ngày đầu năm 2024 nha. Tủ lạnh LG 2 cánh này, trệt lửng 3 lầu. Chúng ta sẽ có 4 phòng ngủ, 7 vệ sinh và có một phòng sông hơi nhỏ nhỏ trên sân thượng. 12 tỷ thương lượng mạnh, hướng chính nam. Khu này thì đông và tây Tứ Trạch đều có nha. Nhưng hướng tây Tứ Trạch thì còn có 1-2 căn thôi. Đa số là hướng đông Tứ Trạch là nhiều nha quý vị. Căn này hướng chính nam. Anh chị nào muốn sở hữu em nó, chúng ta chỉ gọi ngay trực tiếp về tới bên nhà Bá Hưng để được đi xem ngay. Một căn nhà quá là đẳng cấp, quá là đẳng xịn sò luôn. Đây, đèn chùm đầy đủ, trang trí rất là đẳng cấp nha quý vị. Cầu thang thì đúc rộng 90, áp sát tường. Ta cùng em tiến vào thang máy nha. 450 kg đi được 6 người. Thang máy kính nha quý vị. Đây, cùng tiến lên khu vực tầng lửng 450 kg nha. Nhập khẩu Luxury. Đi êm du luôn. Tầng lửng sẽ được thiết kế làm không gian phòng tiếp khách. Sẽ có cái sảnh chờ phía bên ngoài. Chờ bên ngoài này thì chúng ta làm phòng đọc sách, phòng khu vực tập thể dục thể thao rồi được. 4m2 dài 19m, 12 tỷ thương lượng mạnh. Quý chị nào muốn sở em nó, chúng ta chỉ bốc máy gọi ngay trực tiếp về tới bên em Hưng. Ở tầng lửng này thì được thiết kế một cái bộ tủ kệ khá là xịn, khá là đẹp luôn. Đèn chùm này, pha lê nha. Máy lạnh Capper, bộ sofa, ốp gạch 1m, gạch trắng nha quý vị. Đi theo phong trắng này thì rất là sang.
Phía sau thì có cửa sổ đằng sau và nhà vệ sinh nhỏ nhỏ ở đây. Đấy, căn nhà quá là đẹp rồi, quá là xịn sò đẳng cấp luôn. Và đang chờ anh chị đến mua và sở hữu em nó nha. Quá là đẹp nha quý vị. Nhà rất đẹp, rất là sang rồi. Và di chuyển lên trên, chúng ta sẽ đến với không gian lầu 1. 4 phòng ngủ và có tới 7 vệ sinh luôn. Cửa có đỏ nha anh chị. Ở phòng phía trước này thì có giường 2m kèm với nệm, tủ quần áo, kệ tivi, máy lạnh đầy đủ hết rồi. Phía ngoài thì có ban công và cửa nhôm xi pha, rèm cửa đầy đủ. Full nội thất, mỗi căn khoảng tầm 700 triệu đồng. Hướng chính nam nha anh chị. Đèn trước nhà rộng 8m. Hẻm đồng bộ khoảng tầm cả trăm căn. Vách kính này, bồn cầu khối. Trên thì có vỏ, bên trong thì có vòi sen và gạch ốp cao đụng trần. Sang bên đây sẽ là không gian phòng ngủ số 2. Phòng ngủ số 2 của chúng ta thì cũng có đầy đủ hết nội thất rồi. Nhà quá là đẹp luôn. Giá bán của em nó bây giờ chỉ có 12 tỷ thôi. 12 tỷ thương lượng mạnh nha quý vị. Đây, căn nhà rất là đẹp. Rất là đỉnh nha. Lầu 2 sẽ là phòng số 3, số 4 giống y hệt bên dưới thôi. Cho xem lướt sơ qua và cùng nhau tiến lên trên sân thượng. Anh chị đang xem video nhớ đăng ký kênh, bấm chuông. Đây phòng số 3 này. Phong cách mới, thiết kế theo kiểu nội thất màu trắng nha quý vị. Trần cũng trắng hết luôn, đèn cũng vậy. Khá là sang. Toilet rộng. Giống hệt bên dưới thôi. Phòng số 4 này thì chưa lắp nội thất. Và tiến lên trên, chúng ta sẽ đến với không gian phòng thờ, phòng sông hơi và sân thượng trước sau giặt phơi đồ. Có sảnh chờ ở giữa này. Có giếng trời giữa luôn nha. Phía bên đây sẽ là khu vực phòng thờ. Và phía trước sẽ là không gian sân thượng cho anh chị trồng cây. Sau đây thì chúng ta có khu vực phòng giặt đồ và một cái phòng sông hơi 485 ở đây, đúc hết luôn. Có cầu thang sắt di chuyển lên trên. Đây phòng đây thì có cái phòng sông hơi ướt và một cái khu vực 485 ốp gạch sạch sẽ hết nha. Video của bà Hưng đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.